trai. Mời đi em. Rồi mời nhà gái giới thiệu cho mình nào. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan, bạn nam bên đó, với lại khán giả bên dưới. Chào em gái. Dạ em tên là Nguyễn Thụy Vy, em sinh năm 1990, em đến từ Đà Lạt và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Làm gì Vy? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng. À nhân văn phòng. Em ở đây với ai? Em ở với lại chị họ. Em ở đâu, quận mấy? Em đang ở chợ quận 1. Quận 1. Dạ. Mời em trai. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến MC Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng bạn nữ bên cạnh và tất cả các anh chị ở trong trường quay ạ. Rồi, chào em. Thì em tên là Phan Hữu Thọ, năm nay em 32 tuổi. Thì em nghề nghiệp của em là kỹ sư điện. Em đang công tác tại ban quản lý chung cư. Quản lý gì? Em quản lý kỹ thuật của chung cư. À, nguyên khu chung cư là em quản lý về điện đón này kia. Dạ, hả? Đúng rồi, đúng rồi. Gia đình em ở đâu? Dạ, gia đình em thì ở Đồng Tháp. Thì hai chị em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, lập nghiệp trên này hết rồi. Hai chị có gia đình chưa? Dạ có hết rồi. Có hết rồi. Dạ. Còn ba mẹ ở dưới đây với ai? Ba mẹ ở dưới với đàn ông. Ba mẹ em nuôi ông. Trời ơi, trời ơi. Ủa mấy đứa nhỏ bây giờ nó hay chơi chữ quá à. Nó hay lừa mấy người già cho chúng nuôi tôi. Nuôi ông hả? Dạ. Vậy lấy vợ có về làm dâu với ba mẹ gì, nuôi ông với ba mẹ không? Em có sợ ông chết không em? Dạ không sợ. Chắc ông sợ em á. Chắc ông sợ em á. Vậy là bản lĩnh lắm đó. Bản lĩnh đó. Mình nói một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ, nhân viên ưu tú. Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ, nhân viên ưu tú. Dạ, thật ra là em là một người sống khá là tích cực. Và em sẽ luôn đặt ra được những cái mục tiêu để mà mình đạt được trong cuộc sống. Em cũng là một người khá là quan tâm đến người khác. Còn khuyết điểm của em thì đầu tiên là em không biết đi xe máy. Cho nên là nếu mà có đi chơi hay này nọ thì người khác phải đón em hoặc là phải đi bộ với em. Dạ, cái thứ hai nữa là em cũng nấu ăn thì chị nấu sống qua ngày cho mình thôi, chứ cũng không có gọi là xuất sắc gì cả. Còn một trong những cái tính cách của em mà em nghĩ là điểm yếu là thật ra là em khá là thẳng tính. Cho nên là đôi khi em sẽ có những cái lời nói mà hơi làm cho người khác bị tổn thương. Em trai. Cô gái bên này cá tính lắm nha. Ưu điểm, khuyết điểm gì? Dạ, em có ưu điểm là biết lắng nghe mọi người. Thì em nắm bắt mọi thứ trong công việc và tất cả cũng rất là nhanh. Và em cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Khuyết điểm của em là ít nói, cũng khá hơi khô khan. Có lúc mà em tập trung á, thì em sẽ giống như là bị lãng quên mọi người xung quanh. Ai nói chuyện với mình, ai hỏi mình là mình im luôn nè. Có quạo không? Người ta quạo, em đâu quạo. Im luôn người ta quạo đó. Dạ. Bây giờ thì chúng ta nói chút xíu về đường tình duyên đi cô gái. Cô gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thôi. Mối tình từ thời cấp 3. Mối tình kéo dài khoảng 10 năm. Mối tình kéo dài khoảng 10 năm. Wow, thanh mai trúc mã đó. Dạ. Sau đó là chia tay. Quen 10 năm mà tại sao tụi em lại chia tay? Thì đến một cái thời điểm mà mình nghĩ là mình suy nghĩ là có nên lập gia đình hay không á. Sau đó mình sẽ nhìn nhận lại hai bên nhìn nhận lại với nhau và phát hiện rằng là sẽ có những cái quan điểm sống không có phù hợp. Mà trong lúc mà mình quen nhau lúc mới đầu thì mình đã cố thay đổi và sửa. Nhưng mà sau đó dần dà một thời gian thì em nghĩ rằng là chia tay thì sẽ cả hai bên sẽ được tốt hơn. Nhưng mà em có thấy tốt hơn không? Dạ tốt hơn rất là nhiều. Vậy thì tốt rồi. Chỉ sợ là tại vì một cái quá trình nó 10 năm nó thành một cái thói quen rồi. Nên khi chia tay thì cứ nghĩ là nó sẽ tốt hơn nhưng thật ra là nó không tốt hơn. Nhưng mà em thấy nói tốt hơn là tốt rồi. Em rồi trai. Nhà trai. Đường tình duyên sao? Thì em cũng được 3 mối tình. Một mối tình chính thức và 2 mối tình không chính thức. Thì mối tình chính thức em có giới thiệu với gia đình, bạn bè, mọi người xung quanh. Thì em quen bạn ấy cũng được 8-9 tháng. Bạn ấy là người đề xuất chia tay trước. Thì em cũng có níu kéo và năn nỉ. Nhưng mà sau này bạn ấy chặn luôn số em, chặn hết liên hệ luôn. Tóm lại là sau khi mà chia tay thì em rút ra một bài học là gia đình của em và gia đình ấy cũng không có hợp. Thật ra cũng không phải lỗi do ai đúng không? Đúng rồi. Lỗi là do chúng ta không hợp nhau và không hiểu nhau thôi. Thôi được rồi, để anh coi nhà gái. Trời xin mời, nhà gái ta dễ thương lắm ạ. Chào em gái. Chào anh Quyền Linh. 10 năm, thật ra thì mối tình 10 năm nó cũng đáng nhớ lắm đó. Là những cái kỷ niệm không thể nào quên. Nó cất giấu trong một ngăn trái tim nào đó. Lâu lâu lục lại thấy cũng vui đúng không? Có khi nào em nghĩ vậy không?
Lâu rồi em không có lục lại. Lâu rồi em không có lục lại. Ừ, không có lục lại hả? Chia tay bao nhiêu năm rồi? Em chia tay được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Bây giờ là em mong muốn có một cái mối tình, một cái người yêu lý tưởng, một mẫu hình mà em đang hướng tới là gì? Nếu mà nói về ngoại hình thì thật ra là cho dù nó mình có nói như thế này với nhân nữa thì cái phần mà cảm xúc á, với lại những cái gì mà mình trải qua em nghĩ nó mới là quan trọng. Thì thật ra là em vẫn kia đi kiếm một người chân thành và tôn trọng. Cái thứ hai nữa là cùng nhau để mà giúp đỡ nhau để mà phát triển cả về cuộc sống gia đình, cả về công việc. Có ngoại hình này kia không? Dạ, ngoại hình đẹp thì ok ạ. Đẹp thì ok ạ. Còn không đẹp thì sao? Còn không đẹp thì sao? Không ok Không đúng đẹp không? thì mình sẽ đến đến những cái yếu tố mà hồi nãy em kể. À, tức là mình lựa ngoại hình trước, không được thì mình sẽ đến yếu tố hồi nãy đúng không? Dạ đúng rồi. À, bây giờ nè, em không thích đàn ông điều gì nhất? Em nghĩ là trong quá trình tìm hiểu hay là hẹn hò hay là gặp gia đình đi chăng nữa thì cái sự chia sẻ nó rất là quan trọng. Sẽ có rất nhiều bạn nam nghĩ rằng là cái việc chia sẻ là tự mình ôm hết, sợ chia sẻ thì vợ sẽ lo hay gì đấy, hoặc là không muốn chia sẻ. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu như mà trong trường hợp em có hẹn hò hay gì, em sẽ rất thích một bạn sẵn sàng chia sẻ với em mọi điều trong cuộc sống. Em cứ nói ra, em muốn anh chia sẻ tất cả mọi thứ, họ sẽ chia sẻ thôi. Đàn ông cũng dễ dụ lắm. Đàn ông cũng dễ dụ lắm. Nói gì ta làm theo đó, nếu người ta yêu. Được không em? Bây giờ Dạ con được. gái nói bên kia, em có thấy những gì đồng điệu với mình không? Dạ, thì em thấy một cái chia sẻ rất là hay. Thì Hãy chia sẻ nha. em là người không thích chia sẻ với mọi người xung quanh, nhưng em chỉ thích chia sẻ với những người mình thương yêu thôi. Nhưng em chỉ thích chia sẻ với những người mình thương yêu thôi. Được. Dạ. Vớt được câu cuối, nuôi hết hồn. Thôi, em gái đi với ai? Dạ, em đi với lại bạn đồng nghiệp. Rồi, chào nhà gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào anh và tất cả khán giả có mặt ngày hôm nay. Em nhìn anh thì em cảm thấy là sẽ rất là hợp với Vi về ngoại hình nè, về nội dung, cả cái cách mà anh nói chuyện thì cũng rất là vui tính. Nhưng mà em nghĩ là hai người có hợp nhau hay không á, thì cần rất nhiều cái điều cố gắng và những cái điểm tương hợp khác nữa. Nên là em nghĩ là cả hai bạn cùng cho nhau cơ hội để tìm hiểu với nhau. Tại vì không chỉ mỗi em, không chỉ có những cái bạn mà tham gia hôm nay kỳ vọng vào cái sự có mặt ở chương trình hôm nay, mà cả công ty em 200 người hoặc là sếp em đang coi chương trình đều hy vọng là Vi sẽ tìm được một nửa của mình. Tại vì như mọi người cũng thấy cách Vi chia sẻ là bạn là người rất là độc lập, rất là có bản lĩnh riêng, là một cô bé rất là có nhiều năng lượng. Công ty hai hơn 200 người. Công ty gì? Dạ, công ty tuyển dụng nhân sự ạ. Hơn 200 người rồi tuyển dụng nhân sự nữa mà không tìm được người bạn. Tại vì công ty em là hơn 99% là nữ giới. à, thì ra là vậy. Thôi hiểu rồi. Bây giờ thì mình đi với ai em trai? Dạ em đi với chị ba của em. Chị ba. Dạ. Chào chị chào ba. chị ba. Trước tiên em xin chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và em gái, tất cả mọi người trong khán phòng hôm nay. Là chị đến đây chị thấy bé này rất là dễ thương, hợp với em á. Và em chị thì chị nói thật là em chị rất là hiền, nó dễ thương lắm, nó hiền và cũng chân thật lắm. Nên là bây giờ chị cũng mong là hai đứa là tìm hiểu với nhau và để cho ba mẹ chị vui, để cho em chị nó cũng vui. Chị cũng thích thích em á. Hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi, thì mình tìm hiểu với nhau rồi có hợp với nhau hay không, chị nghĩ chắc là hợp á. Đây là hợp. Cảm Rồi, ơn chị ba. bây giờ thôi mở rào cho hai bạn trẻ Đúng gặp mặt đi. rồi, mở rào chỉnh tóc cho đẹp. Rồi, không gian này là của em đó Thọ. Bên kia có cô gái tên Vi đang đợi đó. Hôm nay gặp em rất là vui. Em tặng em một món quà. Dạ, cảm ơn. Em cũng có món quà là anh, một cuốn sách về phần số học. Đó, hai bà cảm nhận thế nào sau bao nhiêu năm mới gặp nhau đó? Thì anh xin hỏi trước là em có cái cảm nhận gì về anh và cái quan niệm của em trong cái tình yêu là như thế nào? Đầu tiên thì thật ra là khi mà em nghe cái giọng của anh á, thì nó rất là dễ nghe. Thì khi mà kéo màn ra thì em thấy nó cũng giống như cái gì mà em đang tưởng tượng. Tại vì thật ra là mình chưa có nói với nhau nhiều nên thì chắc là em nghĩ là mình có thể hỏi qua hỏi lại để em biết thêm nhiều về anh hoặc là anh biết thêm nhiều về Còn quan niệm trong tình yêu? em. Nghĩ rằng là chân thành, tôn trọng, tin tưởng và chia sẻ thì nó sẽ là cái những cái quan trọng nhất. Quan điểm tình yêu của anh là nó giống như là một cái sự khởi đầu vậy đó. Lúc đầu mà nó nồng cháy, mà nó được chân thành đó,
thì nó sẽ đi được dài lâu. Thì anh cũng tặng em một câu á, là em chỉ cần yêu một người đúng thôi thì em sẽ tìm được nụ cười. Rồi mình đi vô sâu vấn đề luôn, đi thẳng vấn đề luôn. Mình hẹn hò tuần mấy lần, tháng mấy lần thì, gì đó. Em muốn làm việc ở Sài Gòn thì mình chắc là quen hay là đi hẹn hò, đi chơi, xem phim thì cũng tiện. Nhưng mà em có hay về Đà Lạt không? Em sẽ về 3 tháng một lần. Ừ, anh về tuần lần thôi. Quê anh. Một tuần một lần. Dạ, quê anh. Ừ. Yeah. Ừ, quê anh thì cũng gần lắm. Quê anh có làng hoa Sa Đéc, cũng có địa điểm du lịch sông nước Âu Tình lắm. Ừ, nếu được thì anh mời em đi chơi. Đà Lạt cũng có hoa rất là nhiều. Yeah. Nó... Nhưng mà anh sợ lạnh. À, anh sợ lạnh. Đúng rồi. Bởi vì anh chỉ đi Đà Lạt với bạn gái thôi. Có bạn gái đi nó sẽ ấm áp hơn đó em. Sao đi đi, chị mà... đang tài trợ cho cái áo. Tài trợ vé xe hay khách sạn gì đó lạnh, chị kết thúc. Thì nếu mà trong trường hợp hai tụi mình tìm hiểu thì anh nghĩ là một tuần mình nên gặp nhau mấy lần? Thì cứ gần rảnh là gặp là được. Không cần cái thời gian nhất định nào hết. Nhưng mà em là một người rất là thích mọi thứ là phải được lên kế hoạch. Dạ. Yeah. Dạ. Ừ. Tức là ví dụ như anh chẳng hạn hôm đó anh nói là Vy ơi hôm nay thứ ba đi ăn ốc nha. Thì nói yeah. trước cho cần nếu mà hôm thứ ba anh mới nói là em rảnh chưa đi ăn ốc. Dạ. Yeah. Thì là em sẽ bận. Ừ. Mặc dù em rảnh nhưng em vẫn nói bận hả? Dạ. Thì anh thấy Vy chắc là một người cá tính rồi. Thì anh cũng cần một người phụ nữ cá tính, nhưng mà đặc biệt anh thích là một người phụ nữ là hiền lành, nữ tính và biết làm việc nhà. Thật ra em nghĩ là gia đình là được phải xây từ cả hai người. Cho nên là em nghĩ là đối với một gia đình thì như em nói vẫn là sự chia sẻ thôi. Có thể là về công việc, về cuộc sống hay cả việc nhà nữa. Thì em nghĩ nó sẽ là một cái hoàn hảo hơn. Ừ. Mời em làm luôn cho anh được không? Mời em làm luôn cho anh được không? Thật ra nếu em nấu ăn thì anh rửa chén. Ừ. Mời em làm hết được không? Mời em làm hết được. Em sẽ không thích làm hết. Dạ, bởi vì tối cuộc sống là của cả hai. Tối anh sẽ làm lại cho em, tóm như tối anh sẽ đấm lưng hay là gọi đầu cho em gì đó. Cái đó để em nghĩ sau. Bây giờ em bước tới, em nắm tay cô gái đi. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó. Ừ. Tại em thì rất là mềm và ấm. Ừ. Nhưng mà anh không biết bên trong em như thế nào. Thì cứ có gì cứ muốn chia sẻ thì cứ chia sẻ với anh. Em nghĩ nha, thật ra là em không phải là một người dễ dàng chia sẻ với người khác. Khi mà người khác không chia sẻ với em. Tại vì em cũng cảm thấy là anh cũng chưa có chia sẻ được gì hết. Thôi để anh hát tặng một bài cho nó có không khí ha. Phút ta gặp nhau nào có đâu được lâu, rồi hôm em lại xa, chỉ còn mình anh đứng chờ. Có xa tận nơi nào với anh sẽ tin rằng biết đâu rồi có ngày mình chia sớt vui buồn. Cảm ơn. Em hát dở lắm, em không có hát tặng lại được đâu. Ừ, ok, dạ. Không sao em. Qua cái cuộc nói chuyện như vậy thì anh nghĩ gì về em? Thì anh thấy em chắc cũng hơi khó gần. Thật sự. Nhìn vẻ bề ngoài thôi thì anh đã biết rồi. Nhưng mà nếu mà em là một người thích chia sẻ thì có thể chia sẻ với anh. Và hai đứa mình trong quá trình có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Rồi. Các bạn sẽ quyết định bằng nút bấm của mình. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ về cảm xúc của mình, về những gì mà chúng ta đã trao đổi, về cái nắm tay đó, cái hơi ấm đó nó có phù hợp với mình hay không, nó có phải là một nửa mà mình đang đi tìm hay không. Và khi đưa ra quyết định các bạn phải có trách nhiệm với cái quyết định đó. Chị Ngọc Lan bắt đầu đếm nha. 1 2 3 Bạn gái không bấm. Tài đến đây. Em cần gì ở người đàn ông này nữa để em bấm, có thể góp ý với anh ấy. Thật ra em nghĩ là ảnh cũng khá là tốt. Tuy nhiên là em nghĩ rằng tại cái thời điểm trao đổi như bây giờ thì em chưa có cảm nhận được cái sự mà ảnh đang cần để kiếm một người yêu hoặc người vợ. Em cảm thấy như vậy. Cho nên em nghĩ nếu mà cơ hội thì mình có thể tìm hiểu theo cách là bạn bè trước. Em có nói gì với cô gái này không? Em lúc đầu em đã đánh giá Huy là một người cá tính rồi. Thì em cũng không có bất ngờ với kết quả này.
Nhưng mà thật sự thì em với Vi chắc chắn sẽ là bạn. Mong rằng hai bạn sẽ sớm tìm được nửa mảnh ghép của mình nha. Anh có giới thiệu về bản thân mình cho chương trình biết thì nhá. Anh giới thiệu về tên của mình này, là công việc hiện tại của mình đang là gì, quê quán của mình ở đâu. Giới thiệu thêm một chút về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình, có cái gì mình chia sẻ cho chương trình mình nhá. Được rồi anh. Anh tên Hoành. Về gốc thì anh ở Nam Định, đồng nghiệp ở trong Lâm Đồng và sinh sống bây giờ đấy 15 năm rồi sinh hoạt. Điện mạng nhiều yếu thì điện mạng. Khoan anh ơi, bây giờ anh nói lại cho em cái họ tên của mình là gì, anh nói từ từ chậm chậm thôi. Anh Đặng Đức, anh tên là Đặng Đức Hùng. Đặng Đức Hùng hả? Đặng Đức Hùng. Dạ rồi, mình sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 1984. Dạ rồi, hiện tại là mình đang làm công việc gì ở Sài Gòn ạ? Anh hả? Dạ. Anh có công ty nhỏ bên xây dựng. Ừ, dạ rồi, ok. Mời anh chia sẻ tiếp về bản thân mình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình đó. Điểm mạnh của anh thì từ nào từ nhỏ. Cho bây giờ công việc này cũng to. Còn điểm yếu thì hơi nhút nhát. Dạ alo mấy chị ơi, mình có nghe rõ anh Hoạch nói không ạ? Mà hỏi tiếp đi Ngân ơi. Rồi, anh ơi anh chia sẻ thêm về cái chuyện tình trường của anh nhá. Mình đã từng yêu ai hay từng lập gia đình chưa ạ? Dạ, mình chưa lập gia đình. Nhưng mà có quen một bạn khoảng 6 năm. Nó thẳng với chương trình này cũng mới chia tay được khoảng 4 tháng này. Tại vì không phải hai người có vấn đề gì, vấn đề gia đình, bạn phải lo cho gia đình ngoài và bác, nên là hai người tạm dừng, nói chung là dừng hẳn. Rồi bạn lo cho gia đình với bác là bạn quen yêu nhau ở trong Sài Gòn, sau đó là bạn ra lại với bác rồi thì sao? Đó, từ đó với anh học cùng cái học văn bằng hai luật học cùng, rồi chị đó làm luật sư ở trong này. Nhưng mà gia đình ngoài đấy là chị, tức là mẹ, còn bố mẹ, mẹ với có mà em trai thì nói chung có vấn đề, tức là chị phải về nuôi hai đứa nhỏ, hai đứa con của em trai. Cũng mấy hai năm nay, hai ba năm nay bạn đã vẫn quyết định về với gia đình. Rồi vậy thì rồi tham gia chương trình là mình muốn chương trình tìm cho mình cái mẫu bạn gái như thế nào hả anh? Anh thì chỉ cần mẫu người bạn gái sống theo cách đơn nếp truyền thống, trong mình hiền. Rồi cụ thể hơn đi anh, về tuổi tác này, ngoại hình như thế nào này, chiều cao, quê quán, bạn nữ, cái này hỏi chương trình muốn hỏi để biết rõ nhất để làm thế nào mà biên tập tìm cho anh cái mẫu người mà gần nhất với cả cái mình mong muốn. Còn nếu mà mình chia sẻ chung chung quá thì là nhiều khi bọn em sẽ rất là khó để tìm cho mình được cái mà người mà hợp với mình. Thế nên là mình có thể chia sẻ hết cho em từ về mặt tính cách của người ta này, về ngoại hình của người ta, về công việc, về quê quán, rồi là anh không thích điểm gì ở người ta, ở những bạn nữ như thế. Ở bạn nữ thì anh không thích điểm gì, rồi anh chia sẻ cụ thể hơn cho giúp em nha anh nhá. Anh thì mẫu người cá của anh thì ngoại có nói rồi. Cái thứ hai là em có người con gái mà miền Bắc, miền Trung được. Còn ngoại hình thì nói chung là dễ nhìn chút mà không quan trọng đâu. Còn cao, chiều cao là khoảng 1m55 thì đây. Anh cao 1m69. Thì còn công việc thì nói chung là công việc văn phòng hay là sao cũng được. Miễn sao là biết lo toan cho gia đình. Rồi mình là công ty xây dựng đấy là công ty của riêng mình ấy, là mình làm chủ đúng không ạ? Là công ty của anh. Vậy thì anh nói chưa sơ qua một chút của anh, bản thân anh.
Dạ. Trước thì anh cũng từ nhỏ thì anh học trong 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 Nam, nhưng mà ý là anh cũng đi bộ đội mấy năm, anh đậu trong trường chính trị nhưng mà học viện chính trị. Nói chung là do cái sức khỏe có bị hạn chế một chút nên là anh không bị loại khỏi trường, sau đó anh học học viện hành chính. Rồi anh cũng nói chung là cũng đi bên trại từ học 4 năm đại học trong cho gia đình. Vậy nên anh cũng công ty này thì công ty anh từng mở rồi cũng được 6 hay 7 năm rồi. Là công ty xây dựng thì anh bây giờ anh nhận xây dựng bên nhập khố để nhập khố các bạn. Dạ, nghĩa là bây giờ là mình đã rất là tự chủ về cái vấn đề tài chính rồi đúng không anh? Cho em dạ. Vấn đề tài chính thì mình không biết sao tự chủ được, nhưng mà mình cũng nói chung là cái tính của anh thì trước giờ từ lập từ nhỏ học từ học cấp 3 rồi anh từ kiếm tiền rồi từ lo cho đang trải cuộc sống học đại học anh từ lo cho đến tận số điểm bây giờ. Rồi, ủa anh Hoàng là trước giờ anh đã từng tham gia cấp như lần nào chưa ta? À chưa em ạ. À dạ rồi. Ok, anh Hoàng mình còn có tài lẻ hay năng khiếu gì khác không anh? Ca hát đồ được không? Không, ca hát. Tại vì còn ngày trước thì có chỉ có mình thì cũng là chuyên lên học cũng là dân điện kinh chạy tại vì điện thao. À, rồi dạ, cho rồi. Em hỏi thêm một chút là bây giờ là mình đang công tác, đang công việc các thứ là ổn định ở trong Sài Gòn hết rồi, thì ví dụ mà yêu cầu của mình là bạn nữ ngoài Bắc chẳng hạn, công việc của bạn thì đang ngoài kia, có thể thu xếp làm thế nào tìm việc của bạn không hay là sao anh? Để không, mình không quan trọng của phải là người sống ở Bắc, ý là nếu mà gốc ở Bắc được miền Trung được công tác. Ví dụ mà quyền phường nhưng mà lại đang ở người Bắc thì có xa quá không? Thì có ok việc đấy không? Ra thì mình không quan trọng xa gần, tại vì quan trọng là bạn lại có phone trên này không? Tại vì cái công việc của mình bây giờ đã ổn định, trong này thì anh em họ hàng trong này nhiều. Thứ hai là mình dạ. Nhà trong Nam, trong trên Đông Đồng, nên là mình không về Bắc. Ok rồi, cảm ơn anh. Thì cái buổi cast hôm nay cũng chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Khi mà chương trình chọn mình vào vòng trong để ghi hình và tìm được cho mình cái người phù hợp như là những cái tiêu chuẩn, những cái hình mẫu mà mình vừa mới đề đạt của chương trình vừa rồi ấy, thì sẽ chương trình sẽ chủ động liên lạc lại với mình làm nội dung cụ thể hơn anh ạ. Rồi cảm ơn anh hôm nay là bớt chút thời gian để tham gia casting với chương trình. Rồi rồi, cảm ơn chương trình. Dạ, phỏng vấn xong rồi, anh thoát khỏi cuộc gọi giúp em ha. Anh nhấn nút đỏ thoát khỏi cuộc gọi giúp em nha. Dạ, chào anh. Quen, bà dạ. Đã lâu đang công tác kinh doanh. Dạ rồi, tên giấy tờ của mình họ tên là gì anh? Văn Lý. Bùi Văn Lý, rồi tên thường gọi là gì anh? Bùi Văn Phát. Bùi Văn Phát hả? Rồi. Ờ thường gọi là Phát, dạ rồi. Ok, hiện tại là anh đang làm việc gì á? Mình đang kinh doanh dịch vụ ăn uống. Mình là tên là nhà uống. Kinh doanh dịch vụ ăn uống, là mình có nhà hàng hay sao anh? Mình thuê mặt bằng mở. Thuê mặt bằng mở, tên gì anh nhà, tên gì? Hiện tại có cánh bình hiện tại mình đang cái đồng nghiệp soi là lẩu cua đồng bảy. Lẩu cua đồng hả? Bảy. À, là mở tại Bình Phước luôn đúng không anh? Đúng rồi, thành phố Bình Phước. À dạ rồi. Ok, bây giờ anh Lý chia sẻ một xíu về mình đi. Những cái điểm mạnh yếu của anh như thế nào ha? Điểm mạnh của mình thì mình là một người rất là chịu khó trong công việc. Đầu tiên, đó và đó là đặc biệt là mình rất thích nấu ăn. Gia đình và thì thật sự kiến thức của mình cũng đang rất là lớn rồi, cho nên là mình muốn tìm một người đó cho nó phù hợp, mình nghiêm túc điều kiện gia đình để mà ta của mình làm việc cũng rất là nhiều,
rõ về nhận xét tình nên mình rất cảm giác chính trị nếu mình thực hiện sự học thì là làm cho mình học những cái gì mình học những điều cải thiện học những lần cũng hết rồi chứ không học còn nhiều. Trước đây là mình đã trải qua mối tình nào chưa hoặc là đã từng lập gia đình chưa anh Lý? Mình có trải qua hai mối tình, có tình dịch ngày khoảng tầm 3 đến 4 tình dịch là về công việc đến đó công việc bình dạng dịch tắt rồi đến phút cuối thì tình không có chuyện như cái muốn mặc dù hai bên gia đình là điều biết nhau rồi tính tới một tháng với hai người mình chắc có lẽ là chuyện tới đó thôi chứ cũng chưa được tính tiến xa hơn nên là muốn chân 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 mình cũng có thất bại trong công việc đặt tập hay tuy cho nên là từ đó thì mình không có quen ai giờ là gia đình lập gia đình thì đồng ý. Ừ, như là bây giờ là mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để cho chuyện kết hôn rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ, dạ rồi, vậy thì anh muốn bầu bạn gái như thế nào về ngoại hình, tính cách, tuổi tác rồi đó? Về về tính cách rồi hiểu biết tự tử là được rồi, đó là tốt. Còn về ngoại hình thì nói chung thì chính là tập tối cái tốt bọn này thì mình cũng đặt nặng cũng đặt nặng thì khi nó tới đâu cho mình gặp được những người chân đẹp hay là những thế nào đó thì mình không đặt nặng vấn đề đâu, nhưng mà nếu mà có được thì nó tốt. Rồi coi như là còn yêu cầu gì đặc biệt về cô gái thì nữa không, đang sinh sống và đặc biệt ở đâu, quê vùng miền á anh? Về vùng miền thì về điểm mình là Vĩnh Long, có hoặc là không về khu vực miền Nam. Khu vực miền Nam, dạ rồi. Ok. Nam miền Tây. Rồi anh còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô gái này nữa không? Dạ không, em thì chỉ cần một sự nghiêm túc, biết cư xử, có văn hóa gia đình, lo cho gia đình. Anh Lý thì mình còn có tài năng gì đang thiếu gì ngoài nấu ăn không? Mình thì xưa giờ thì mình đi theo cái này thì hồi xưa mình trong hệ thống cái tourist rồi tập văn tách chế để chơi một công việc đi về một cái ngành này. Dạ rồi, còn về văn nghệ cái các thứ là mình có ca hát rồi được không? Cái môn đó thì mình không có thích tham gia. Rồi mình không thích mà lên sân khấu mình cố gắng mình thể hiện nha. Rồi ok, cảm ơn anh Lý ha. Có gì anh đợi thông tin từ chương trình nha. Dạ rồi, em chào anh ạ. Mình thấy đâu gọi được rồi ạ.